5 scandal khiến cả dây bít trao đảo, ngoại tình với gần 200 người, cưỡng hiếp cụ bà 70 tuổi, sốc nhất lời khai của kẻ ác. Chưa bao giờ showbiz Nhật Bản lại dung chuyển đến như vậy với hàng loạt scandal ngoại tình, tiểu tam, cưỡng hiếp. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, showbiz Nhật Bản liên tục hứng chịu loạt scandal rung động. Những vụ việc này đều liên quan đến các tài tử, mỹ nhân hạng A của dây bít, vén màn cuộc sống đời tư đen tối, nhuốm màu nhục dục đến mức vượt qua sức tưởng tượng của khán giả rất nhiều minh tinh sụp đổ hình tượng trong mắt công chúng, làng giải trí nhiễu loạn, trong khi đó nhân vật chính lại có thái độ thản nhiên đến bất ngờ. Một, Từ nam thần Jay Beat lộ chuyện bí mật kết hôn với tình tiết ngoại tình khiến netizen ngã ngửa. Mỹ Nam Oran High School Host Club Daito Sunsuke, vốn nổi tiếng là nam thần được phụ nữ Nhật Bản khao khát với đời tư được đánh giá là sạch bong kinh kít, bỗng dưng mất hết tất cả hình ảnh, danh tiếng sau khi bị paparazzi khui bí mật đã kết hôn. Cảnh phóng viên đã theo chân anh về căn nhà riêng và phát hiện ra rằng Daito đã có một vợ và ba đứa con nhỏ. Điều mà trong suốt 15 năm sự nghiệp vừa qua, anh luôn không dám hé răng nửa lời. Cuộc hôn nhân của Daito được giấu kỹ tới mức mà bạn bè, đàn anh trong showbiz hay người bác đã nuôi anh trưởng thành đều không biết điều này. Cặp đôi lén lút kết hôn từ tháng 1 năm 2015. Điều đáng nói, Mỹ Nam này từng hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Mizukawa Asami từ năm 2014, thậm chí năm 2016. Mizukawa Asami còn quyết định rời khỏi công ty quản lý vì họ không cho phép cô kết hôn với Daito Sunsuke. Cả hai ngỡ tưởng chuẩn bị lên xe hoa thì tới năm 2017, cặp đôi này đã đường ai nấy đi. Mãi tới bây giờ, khi sự việc vỡ lở, mọi người mới biết tin suốt gần 4 năm bên nhau, Daito đã lừa dối Asami bởi thực chất anh đã có vợ nhưng vẫn hẹn hò với cô. Hai, Cho tới scandal ngoại tình, người lộ danh sách tòm tem với 182 người, kẻ vui vẻ, khoe chuyện làm tiểu tam, phá vỡ gia đình người khác. Có lẽ scandal sốc nhất thời gian qua chính là vụ Ken Watabe, MC quốc dân nổi tiếng, kiêm chồng của đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản, bài lộ chuyện phản bội vợ, tòm tem với người khác. Điều đáng nói, Ken không chỉ ngoại tình với một người, mà danh sách tình nhân ngoài luồng của MC này lên tới 182 người, bao gồm diễn viên AV, nhân viên nhà hàng thịt nướng, tuyển thủ đô vật 50 tuổi, thậm chí có cả bốn sao nam hiện đang giấu tên. Cuộc sống thác loạn của Ken Watabe bị phanh phui trên mặt báo. Một nhân chứng cho biết Ken Watabe coi nhân tình như búp bê tình dục, cả hai thường xuyên gặp gỡ và quan hệ với nhau hai lần một tuần. Quen biết nhau từ thuở, Ken chưa cưới Nozomi và cho tới tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt tình cảm. Ken dường như tận dụng mọi nơi, mọi chốn để ngoại tình, từ nhà vệ sinh công cộng, bãi gửi xe, về khép xe dành cho người khuyết tật cho đến trong xe hơi. Thậm chí, Ken đối xử với nhân tình như gái làng chơi, dù chỉ quan hệ thân mật 15 phút. Ken vẫn đưa đối phương khoảng 10.000 yên, tương đương khoảng 2,1 triệu đồng. Một nhân vật giấu mặt khác cho hay, Ken và cô gặp gỡ nhau chỉ 3 đến 5 phút rồi biến mất, đồng thời yêu cầu xóa loạt tin nhắn giữa hai người. Trong danh sách 182 nhân tình của Ken, độ tuổi của những người này từ 20 cho tới 50 tuổi. Dân tình hoàn toàn sống nặng trước những gì mà Ken đã làm sau lưng bà xã Nozomi, đặc biệt là khi cặp đôi đã có một tiểu bảo bối đầu lòng, năm nay đã được 2 tuổi. Trong một diễn biến khác, một nhân vật đang gây xôn xao làng giải trí Trung Nhật, đó chính là người đẹp Lena Fuji, Cô bất ngờ bị truyền thông khui ra chuyện đã mang thai và sinh con, tuy nhiên lại khoe khoang rằng cha của đứa trẻ trong bụng là bạn học thời phổ thông. Chấn động hơn là người này đã có gia đình riêng. Lena từng gây xôn xao chi bít khi là mỹ nhân được nam idol nổi tiếng Uông Đông Thành công khai tình cảm trên mạng xã hội vào năm 2018. 3. Sốc tận óc hay vụ scandal cưỡng hiếp Tài tử Nhật 26 tuổi, cưỡng... cưỡng bức cụ bà 70 tuổi, nam idol tố quản lý giở trò dâm loạn. Ngày 13 tháng 6, truyền thông Nhật Bản gây sốc khi chia sẻ tin tức nam diễn viên 26 tuổi Daisuke Amaguchi bị cảnh sát bắt khẩn cấp vì nghi là nghi phạm trong vụ cướp của cưỡng hiếp một cụ bà 70 tuổi, khiến nạn nhân gãy xương eo, đồng thời mất sổ tiền mặt lên 62.000 yên, tương đương 13,5 triệu đồng. Kẻ này sau đó phải cú nhận hành vi phạm tội của mình. Theo thông tin, sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 1, một người phụ nữ 70 tuổi trở về nhà riêng tại khu trung cư sau khi kết thúc công việc làm thêm tại nhà hàng. Daisuke Amaguchi bắt đầu bám đuôi nạn nhân. Khi bà vừa mới mở cửa nhà, Daisuke Amaguchi lập tức lao vào tấn công nạn nhân và tiến hành hành vi dâm loạn. Người phụ nữ 70 tuổi này phản kháng kịch liệt và chạy đến nhà hàng xóm xin giúp đỡ, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Không đạt được mục đích, y liền bỏ chạy và lấy đi chiếc ví đựng 62.000 yên tiền mặt. Sự việc này chưa qua, một vụ việc khác gây rúng động không kém xảy tới. Nam idol nhóm nhạc nổi tiếng Magic Green là Kengo Nishioka, tố quản lý cấp cao là Ozawa Gang. Nam 47 tuổi đã kết hôn, cưỡng hiếp, có hành vi dâm loạn, thường xuyên gửi ảnh nút, khủng bố tinh thần. Kẻ này thường xuyên dở trò cưỡng bức trong nhà vệ sinh, xe hơi cá nhân, khiến Kengo chịu đựng nhẫn nhục trong suốt một năm trời vì bị uy hiếp. Thời điểm ban đầu, Ozawa khiến Kengo tin rằng mình giúp nam idol sinh năm 1997 trên bước đường sự nghiệp, liên tục mời Kengo về nhà riêng để trò chuyện. Không ngờ rằng trong một lần cả tin, Kengo bị Ozawa gang, cưỡng hiếp, còn che kín mắt anh, chụp ảnh nhạy cảm để đe dọa. Lời chia sẻ tỉnh bơ rúng động của nhân vật chính trong các vụ scandal. Tất cả những vụ việc bị phanh phui đều khiến công chúng bức xúc và sốc nặng, không chỉ bởi tình tiết mà còn vì những lời thú nhận tự ti, ngạo nghễ, trái với luân thường đạo lý trong vụ việc Daito Sunsuke lộ bí mật đã kết hôn từ 5 năm trước. Nam diễn viên này tỉnh queo thừa nhận. Khi còn nhỏ, tôi lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh. Sau khi lớn lên, tôi cũng không hề nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi nghĩ sẽ gánh vác trách nhiệm, nuôi dưỡng vợ con, nhưng tôi cũng muốn sống theo cách của mình. Chính vì vậy, tôi tự có cho mình một cuộc sống riêng sau khi kết hôn. Ý khiến đông đảo cộng đồng mạng sốc tận óc khi tuyên bố Tôi chán ghét gia đình, tôi không thể chịu đựng được việc có người ở nhà chờ tôi trở về bởi vì tôi biết rõ cảm giác khi gia đình tan vỡ. Nếu để bọn trẻ cảm nhận được sự tuyệt vọng này, chi bằng từ đầu đừng cho chúng cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Tuyên bố của Daito khiến dư luận không khỏi choáng váng. Daito Sunsuke cũng thừa nhận mình từng hẹn hò với Mizukawa Asami dù đã kết hôn với người khác. Tôi và Mizukawa Asami từng hẹn hò một thời gian, lúc ấy tôi đã kết hôn nhưng vẫn giấu kín việc này với Asami sau đó chúng tôi chia tay bởi tôi nghĩ nếu công khai tin tôi đã kết hôn, cô ấy sẽ bị tổn thương cho nên tôi chẳng nói cho ai cả. Còn trong vụ ngoại tình cắm 182 cái sừng lên đầu vợ mỹ nhân, MC Ken Watabe trắng trợ nói Mối quan hệ của tôi và vợ vẫn rất tốt đẹp, hiện tại còn đang trong quá trình cố gắng có con lần nữa. Tuy nhiên, việc nào ra việc nấy, tôi nhìn thấy người đáng yêu thì sẽ không thể kìm lòng được. Vì trói buộc chuyện vợ con nên tôi không thể hẹn hò vào buổi tối. Đến lượt Lena Fuji, người đẹp bốc lửa này chẳng ngại ngần thừa nhận mình là tiểu tam, thậm chí còn cho hay. Dù rằng biết người bạn cấp 3 của mình đã có gia đình đường hoàng, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến quyết định sinh con của cô. Điều khiến dân tình choáng váng là việc công chúng không hề biết tới chuyện Lena đã chia tay Uông Đông Thành, nay lại cháo trở giật chồng người khác. Tuy nhiên, có lẽ công chúng còn giận sôi máu hơn với lời khai của hai kẻ cưỡng hiếp máu lạnh. Trong vụ việc của Daisuke Amauchi, khi bị cảnh sát hỏi vì sao lại có hành vi với cụ bà 70 tuổi như vậy. Daisuke tỉnh bơ trả lời, Tôi cho rằng bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý làm việc đó với tôi, nhưng tôi không ngờ mình lại bị từ chối. Tôi muốn cho bà ấy biết được sự quyến rũ của mình. Còn với Ozaga Wang, kẻ này bị lên án là kẻ đồi bại khi tự tin tiết lộ. Xuất phát từ lòng tốt nên tôi mới làm như vậy. Huống hồ việc phát sinh quan hệ là do cậu ấy mời gọi tôi. Xu hướng giới tính của cậu ấy thì chúng ta nên ủng hộ cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy bỏ việc nên mới chăm sóc đặc biệt cậu ấy có vấn đề với tâm thần. Gửi những tin nhắn nhạy cảm là để giúp cậu ấy giảm stress, hôn môi là do cậu ấy quyến rũ tôi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Thế nhưng khi được hỏi có nhắn tin quấy dày và cưỡng hiếp Kenko Nishioka hay không, Ozawa không có bất cứ phản kháng nào. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin. 5 scandal khiến cả dây bít trao đảo, ngoại tình với gần 200 người, cưỡng hiếp cụ bà 70, sốc nhất lời khai của kẻ ác. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.